Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Mới sáng thì mình đã có một đôi cá mập siêu to khổng lồ. Đã quá chi đã luôn, 14 đường 56. Ok, let's go. Tí thì nó nổi cho mình một đơn ngắn nè các bạn. Đón gần đây thôi. À, tới nè chị ơi. Alo alo. Ủa phải tiếng quay màu đỏ mà. Đúng rồi. Cái này tiếng quay á hả trời. Rồi, cảm ơn. Bình thường buổi sáng mình để ý là chở khách người ta ít nói chuyện không các bạn, tại vì mới sáng mà nói chung cái gì nó cũng hơi vội vàng. Cũng nổi cho mình nè các bạn, đã đi quận 1 vừa vô trung tâm rồi, giờ là vô trung tâm là hết cuốc rồi các bạn, vô đó là ngồi chơi thôi. Ở đi quận 1 đúng không bạn? Xuống ở đây đó. Bây giờ nắng nó bắt đầu lên rồi, chạy nó hơi cực các bạn, cực quá, quá cực luôn á. Siêu thị Ion đó, bao nhiêu cũng có tiền. Ở đâu anh? Siêu thị Ion ở Thuận An á. Ở dưới hả? Ở đây giờ được 9 cây á. Ồ, ok. Giờ em lấy một cây 5.000 được không? 18 cây, một cây 5.000. Và được không anh? Làm sao vậy? Sao mới đầu không nói vậy đó? 18 cây. 80. Từ đau đớn, từ gục ngã, nhưng điều quan trọng nhất. Ủa, cái vỏ nặng hết. Rồi, cảm ơn. Mà bây giờ gọi khách không thấy khách đâu hết. Ủa, nhà mình có ai đặt cơm không cô? Cái nhà bự ngoài này nè. Vậy hả? Khách trả tiền app rồi, nên mình không cần phải trả tiền các bạn, không sợ bị bơm. Nếu mình lấy cơm ăn luôn chậm. Ủa, nhà mình có ai đặt cơm không cô? Mình phải khổ vậy luôn á. Cái này có giống shipper không các bạn? Giống đi tìm ché lạc. Ủa mình có ai đặt cơm không anh? Dạ không. Dạ không. Nhắn tin không trả lời luôn. Alo. Dạ alo. Ủa mình giao ở đâu vậy anh? Sao anh đặt 48 nãy giờ em gọi không được nữa? 48 ngay cạnh 38 mà. 38A đúng không? Vâng, em đang đứng trước đây nè. Okay. Anh em nhìn cái thái độ nó chị chán không? Cơm đúng không anh? Cơm bên nào không được, không được đăng khách, không được đăng khách, không được truy khách. Ôi dối. Mình là lẩu gà banana đúng không chị? Đúng rồi. What name? Thanh Thúy đúng không anh? Thanh Thúy đúng rồi. Ừ, quá đã luôn. Anh thử gọi hỏi không? À, chắc ta đặt. Nó đặt 4 hộp mà. Chắc là khuyến mãi á chị. Của anh là 4977 á. Có cái số điện thoại gọi là nói nghe
xe rồi hủy đơn giùm. Dạ có, em có gửi cái gì mà cái số này nè. Bây giờ em mở app coi, bây giờ em đặt người mới là người nào? Em nè. Mới gọi chị đó, đúng không? Mới gọi chị á. Dạ, 29 tuổi á. Đúng rồi em á. Giờ sao? Dạ thôi để em lấy thế nè. Gọi bé kia cầm công việc. Thôi cũng được. 59. Thấy chưa, em gây sức bầu rồi. Đi xa rồi gì á, nhiều khi gặp nguy hiểm là có camera quay lại. Dạ đúng rồi, chứ em ít khi quay. Rồi, cái cà phê là cực kỳ chill luôn. Mọi người mình lót.
Để em ly cà phê sữa anh. Anh bán không? Hả? Anh bán đúng không anh? Hả? Anh bán đúng không? Không, em mua từ người ta mua đó cho anh. Ồ mà đỡ. Anh em thấy chiều không? Ngồi đây hết thôi. And I've been waiting in the shadow of the sun. Season time I know it's been before. Close the curtains, what you waiting for? Mình mới nhận được một cuộc đi chung cư ra mà này. Hello anh. Ở đây à? Ờ có. Này cái định vị á. Định vị mấy đứa bơm hàng á. Định vị á hả? Phải là lý do kích bò. Alo, chị đang đứng ngay trước bảo vệ nè. Ủa vậy hả? Ờ rồi, em quay lại. Địa chỉ á là 59 Tô Bắc Đạm á, mày em chở chị lại 28 Quỳnh Thúc Kháng nha. Bùi Thúc Kháng hả? Quỳnh Thúc Kháng. Ủa rồi, chị có nói. Các bạn có hiểu cái cảm giác này không? Cảm ơn nha. Có đơn luôn nè các bạn. Nè mình cho bạn xem cái địa chỉ nè. 184-38 đây à, 37-20. Thấy nhất cái đầu rồi đúng không? Thôi chị bắt xe đúng không? Dòng người vội vàng bước qua.